Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio của chúng em. Vâng, hôm nay chúng em sẽ thanh lý toàn bộ số đẩy này cho các bác. Vâng, và em xin nói thêm về từng con một. Vâng, con đầu tiên thì chúng ta có mã là P7000S của Yamaha các bác nhé. Vâng, đây là con đầu tiên. Con thứ hai cũng là của Yamaha luôn, nó có mã là P5000S các bác nhé. Và chiếc thứ ba cũng là Yamaha, và con này là XP2500. Con thứ tư là cũng là Yamaha, và nó là P7000S nhé. Và hiện tại là bên em là đang có hai con P7000S. Và tiếp theo thì chúng ta có một con NA600+ các bác nhé. Đó, nhìn rất là sáng xinh phải không ạ? Tiếp theo là chúng ta một con Smith, mã là MA2400. Và con ở dưới đây nó là Miqui. Và hai con Miqui nhé các bác nhé, hai con Miqui dưới cùng. Vâng, thì các bác biết rồi đó. Hiện tại nếu mà mua một chiếc đẩy mới thì giá cả khá là đắt đỏ đúng không ạ? Vâng. Và hiện tại thì bên em đang thanh lý toàn bộ số đẩy này cho các bác. Có nhu cầu thì liên hệ tới bên em. Và hiện tại sản phẩm nó bên em chỉ thanh lý con ngân này con thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 chiếc. Vâng, thì các bác quan tâm thì nhanh tay để lại bình luận, hoặc các bác có thể là gọi tới số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để biết cụ thể về mức giá của từng chiếc một. Vâng, thì hiện tại mỗi một chiếc này nó cho ra một công suất là khác nhau các bác nhé. Đó, thì toàn bộ số này là toàn là đẩy hai kênh hết. Đó, rất là phù hợp cho các bác đi làm sự kiện hoặc là làm đám cưới. Đó, thì những cái chiếc này nó sẽ đáp ứng được cái công suất cho các bác khi làm âm thanh ngoài trời. Vâng, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Hầu như là hàng bãi, nhưng mà hầu như là còn những nguyên như chất luôn, có nghĩa là bên trong chưa sửa chữa hay là chưa gì cả. Đó, các bác quan tâm thì các bác quan tâm con nào thì em sẽ làm một cái video đó, mở hộp em nó ra luôn cho các bác. Các bác cứ có nhu cầu thì là có thể bảo bên em làm nguyên về một chiếc đẩy nào thì em sẽ làm cho các bác một cái chiếc đẩy như thế. Bởi vì là thời gian của em không có nhiều nên là chưa thể là làm chi tiết. Các bác quan tâm thì các bác cứ để lại bình luận bên dưới, thì bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật làm một cái video chi tiết từng con đẩy một cho các bác. Và trên cùng là chúng ta đang xem đằng sau của đống đẩy này, và trên cùng nó là con 7000S này các bác này. Mình nhìn đó. Tất cả những cái lô này là em chưa kịp vệ sinh như các bác nhé. Các bác thông cảm, nhìn nó hơi bẩn, nhưng mà khi chúng ta vệ sinh xong thì nó còn hầu như là mới, chỉ bị cháy xước rất là ít thôi. Và nhìn rất là khôn phải không ạ? Đây chính là phía dưới dàn đẩy luôn. Số lượng nó không có nhiều. Các bác quan tâm thì cứ gọi điện hoặc là để lại bình luận bên dưới, bên em sẽ chi tiết hơn cho các bác. Và hiện tại trên thị trường bây giờ mua đẩy mới rất là đắt đỏ, còn bên em thì bán chỉ bằng 1/2/5 thôi các bác nhé. Ưu tiên cho các bác là em đang cần thanh lý đống này cho rộng cửa hàng, bởi vì là cửa hàng bên em thì nó rất là nhỏ, diện tích rất là nhỏ, nên bên em muốn thanh lý bớt đi để cho nó rộng rãi, chứ để này rất là chật. Hàng mới bên em thì về liên tục, không có không gian để bọn em có thể chứa được. Đó, các bác nhìn này, ví dụ em sẽ quay cho các bác xem, như bên này toàn loa là loa mà không gian thì rất là hẹp. Đó, các bác nhìn bên này cũng vậy thôi, đầy đủ các thứ, không gian nó không được rộng cho lắm. Và bên kia thì cũng là âm đi các bác nhé. Các bác mà muốn thì cũng liên hệ tại bên em sẽ
chi tiết cho các bác từng con một và cũng thanh lý luôn cho nó rộng. Thì hiện tại bên em là đang có 8 con đẩy này, cần thanh lý cho các bác nào điều kiện kinh tế chưa cho phép chúng ta mua đẩy mới thì bên em sẽ thanh lý cho các bác toàn bộ số này. Các bác có thể mua một chiếc cũng được, mà mua ôm cả đống này cũng được. Và em sẽ có giá yêu thương cho các bác. Vâng, và em cũng cảm ơn các bác đã theo dõi video của chúng em. Các bác nhớ like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác, và mọi chi tiết liên hệ các bác có thể liên hệ từ số điện thoại 0978503822. Em xin nhắc lại 0978503822 để được bên em hỗ trợ. Em cảm ơn các bác. Xin chào các bác.